với quan niệm cúng quanh năm không bằng giảm tháng riêng nhiều gia đình hà nội chi hàng triệu đồng chuẩn bị mâm lễ dân tổ tiên thần phật thị trường các lễ vật cúng giảm tháng riêng tại hà nội diễn ra khá sôi động lượng người mua tăng mạnh so với ngày thường theo đó, từ sáng sớm dù trời mưa rét, khu chợ hàng bè đã tấp nập người dân tìm tới mua sắm. Hai hàng bán gà cánh tiên và ngậm hoa hồng tất bật người mua. Một chủ quán bán gà luộc cho biết, từ ngày hôm qua 23 tháng 2, nhiều người đã đến đây để mua gà về làm lễ. Mỗi con gà luộc ngậm hoa hồng bán với giá từ 400 đến 850 000 đồng một con, tùy trọng lượng. Rất nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu đồng để đặt một con gà lớn, mẫu mã đẹp, da vàng óng trong đó có loại gà cánh tiên 800.000 đồng một con được nhiều người tìm mua hơn cả. Người ngoài gà luộc thì các hàng bán như là chim quay 130.000 đồng một con, canh măng mọc 150.000 đồng một bát, canh bóng bì 120.000 đồng một bát, sơ gấc 50.000 đồng một đĩa và xôi đậu xanh vân vân cũng rất đông khách. Một số gia đình đặt mâm cúng có đầu lợn ở luộc kem với xôi giá hơn 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều loại hoa quả khách mua nhiều như là táo có giá từ 40 đến 50.000 đồng 1 kg, thanh long ruột trắng từ 45.000 đồng đến 50.000 đồng trên 1 kg, quả phật thủ thì dao động từ 30 đến 100.000 đồng một quả, tùy loại to và nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, người dân lại ồ ạt trở lại nơi làm việc và chính vì thế nhu cầu di chuyển bằng phương tiện vận tải hành khách tăng cao. Lợi dụng điều này, các nhà xe đường dài đã tăng giá vé lên cao. Bên cạnh đó, tình trạng nhồi nhét khách cũng thường xuyên diễn ra. Và điều này không chỉ tác động đến đời sống kinh tế của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, kinh nhận của phóng viên VTC tại Hà Tĩnh. Dự kiến trở lại thành phố Hồ Chí Minh trước ngày mùng 10 âm lịch, nhưng do không đạt được vé nên gia đình chị Trần Thị Tiếp mới ra đón xe để trở lại miền Nam dù nhà xe báo giá mỗi vé là 1,8 triệu đồng. Đắt gấp đôi ngày thường, nhưng chị đành chấp nhận. Để giờ nên là nói chúng là cũng cao, nhưng mà giờ tưởng phải chịu thôi, tại vì như thì họ như vậy cả nhưng không biết làm sao được. Phương tiện này chạy tuyến huyện Anh Sơn, Nghệ An, Đắk Lắc. Theo bản niêm yết giá là 550.000 đồng một hành khách. Thế nhưng thực tế trong dịp Tết, nhà xe đã tăng giá lên gần gấp đôi. Đây cũng là tình trạng chung của các xe khách đường dài tại thời điểm này. Giá dạ về vào đắk Lạc à, hôm nay một triệu à, một triệu so à, ngày thường giả về so ngày thường thì giá hôm nay thì cũng có hơi lên xíu vì uh, lượng khách uh, đi đông à, đấy à, ngày thường là hôm uh, về là ngày 14 tháng 12 âm lịch uh, là bảy trăm rưỡi cái đấy thì em không biết đấy là khách nói thôi chứ còn nhà em không biết thì em có ra thu đâu nhà em chưa thu gì của khách cả dù phải mua vé với số tiền cao hơn ngày thường, thậm chí cao gấp đôi, nhưng nhiều hành khách còn phải chen nhau nằm chung giường, thậm chí phải nằm giữa lối đi, khiến ai nấy đều mệt mỏi trong chuyến hành trình dài cả nghìn km. Em lên xe đây cũng gần cuối, à, lúc lên thì chú ấy bảo em nằm đây, với lại em thấy cũng không còn ghế nữa. Có một cái số cái chủ xe và lái xe, khách ấy, là cố tình là nhồi nhẹt để tăng lời nhuận và cũng có những chiếu trò để nhằm là giấu dầu lực lượng chức năng nhưng mà đối với những xe khách thì chúng tôi kiểm tra rất là kỹ nếu mà hành vi mà nếu mà quá thì bọn tôi là kiên quyết xử lý và là xử lý rất rất nhiều trường hợp bên cạnh đó tình trạng các phương tiện vận tải hành khách dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định diễn ra tràn lan các nhà xe sẵn sàng dừng đón khách bất cứ đâu dọc đường ngay cả nơi có biển cấm dừng đỗ tình trạng này đang gây mất an toàn giao thông và cũng là điều kiện để các nhà xe tăng giá vé một cách vô tội vạ. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của sân bay nội bài Hà Nội, lưu lượng khách quốc tế tăng cao từ Tết Nguyên đán cho đến nay, lưu lượng khách quốc tế qua sân bay nội bài có những ngày đã vượt qua giai đoạn cao nhất ở trước dịch Covid-19. Sân bay khuyến cáo khách đến sớm trước ít nhất 3 tiếng để tránh lỡ chuyến. Theo đó, ngày cao nhất đã có 233 chuyến bay với gần 38.000 lượt khách quốc tế, vượt qua ngày cao nhất của năm 2019 là 37.000 lượt khách. Tính trong tuần qua, lượng khách quốc tế tăng 14,7% so với tuần trước, đạt trung bình gần 36.000 lượt một khách trên một ngày, vượt qua cao điểm Tết của năm 2019, 34.000 khách một ngày. Sân bay nội bài khuyến cáo hành khách bay quốc tế chủ động lên sớm trước ít nhất 3 tiếng so với giờ khởi hành để kịp hoàn thành các thủ tục hàng không tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ cao điểm, đặc biệt là chiều tối và đêm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch ra soát và nhu cầu lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn thành phố. Việc này nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Và trong đó, thành phố Hà Nội sẽ khảo sát nhu cầu triển khai và lắp đặt camera lại tất cả các khu vực thuộc địa bàn quản lý như là các di tích lịch sử, tuyến giao thông, các địa điểm công cộng và giải trí. Theo đó, Hà Nội sẽ đánh giá toàn diện hiện trạng hệ thống camera giám sát phục vụ công tác quản lý, điều hành giao thông và quản lý quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các đơn vị lắp đặt camera giám sát từ đó, thành phố sẽ đưa ra các phương án khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai quản lý giám sát điều hành, bảo đảm thống nhất đồng bộ, tránh trùng lập và mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, thì cũng tổ chức khảo sát nhu cầu triển khai, lắp đặt ở những khu vực các mục tiêu công trình quan trọng về an ninh quốc gia, danh lam thắng cảnh, tuyến giao thông, địa điểm phục vụ nhân sinh như là nhà ga, bến xe, sân bay hay là chợ. Thưa quý vị, theo thông tin từ Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản của nước ta đầu năm 2024 đang tăng mạnh ở nhiều thị trường. Và riêng tháng 1 năm 2024 đạt gần 750 triệu đô la Mỹ, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, các thị trường chính như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, EU đều tăng mạnh, trong đó xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc cao gấp 3 lần các thị trường còn lại từ 34 đến 63%. Nhóm ngành tôm, cá cha, cá ngừ, mực và thủy sản khác cũng đồng loạt tăng từ 45 cho đến 100% so với cùng kỳ của năm 2023. Xuất khẩu khả quan trong những tháng đầu năm, theo các doanh nghiệp nhờ sức mua ở các thị trường truyền thống như là Trung Quốc tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, bức tranh chung thị trường năm nay vẫn còn nhiều thách thức. Điều này làm chậm khả năng phục hồi sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước. Đại diện các đơn vị sản xuất tôm hàng cho biết, đơn hàng đầu năm chưa có dấu hiệu cải thiện vì sức mua vẫn yếu. Việt Nam cũng gặp phải vấn đề về tồn kho, giá kho cạnh tranh với hàng Ấn Độ hay là Ecuador. từ sau đến Tết năm nay, ngay cả Việt Nam cũng đã trúng thầu 300.000 tấn cho thị trường Indonesia. Giá lúa gạo đang có xu hướng giảm khá mạnh, khiến cho người nông dân vô cùng lo lắng. So với thời điểm trước Tết, giá lúa hiện nay đã giảm khoảng 30%. Chỉ trong vòng 5 ngày vừa qua, gạo đã giảm đến 1.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá lúa đài thơm 8 còn 7.500 đồng 1 kg. Lúa IR50404 còn 7.300 đồng 1 kg sự lao dốc quá nhanh này khiến thị trường trở nên chậm lắng, nhiều thương lái buộc phải bỏ cọc để hạn chế thua lỗ. Theo các chuyên gia, nguyên nhân giá lúa và gạo xuất khẩu của Việt Nam đột ngột giảm mạnh là do đang vào mùa vụ chính của năm 2024 nên lượng cung dồi dào, dẫn tới việc các nhà nhập khẩu tìm cách trì hoãn đặt hàng. Tuy nhiên, xu thế giảm của giá gạo sẽ không kéo dài. Việt Nam cần đẩy mạnh liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp để tăng sự chủ động về nguồn cung. Hiện các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính đang đẩy mạnh